Nếu mà sốt xuất huyết và tay chân miệng thì đều là hai bệnh do virus gây ra và đều có thể có những cái biến chứng nguy hiểm khác nhau. Xin kính chào các quý vị độc giả của VOV Bác sĩ 24. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Lạc, nguyên trưởng khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Nếu mà sốt xuất huyết và tay chân miệng thì đều là hai bệnh do virus gây ra và đều có thể có những cái biến chứng nguy hiểm khác nhau. Tuy nhiên là khi mà nổi ban ở da thì thông thường tay chân miệng sẽ nổi ban sớm trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Và trên da thường ngoài những cái chấm nốt ban ra nó còn có những cái phỏng nước. Còn ở trong tay chân miệng thì còn trong sốt xuất huyết thì các ban này thông thường có xuất hiện thì cũng phải sau ngày thứ ba. Sau khi sốt liên tục rồi thì mới xuất hiện. Cho nên là với cả hai bệnh này, khi mà bắt đầu chúng ta nghi ngờ bị bệnh, chúng ta đều nên tái khám hàng ngày với các bác sĩ để có những cái chẩn đoán và điều trị kịp thời cho các em bé. Thực ra thì giữa các nốt như các ban này thì giữa cái sốt xuất huyết thì nó là cái ban đỏ trên trên cái nền ban đỏ của toàn thân, thì nó có thể có những cái chấm nốt xuất huyết xen kẽ. Thế còn những cái ban mà của tay chân miệng thì thông thường nó sẽ tập trung ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối và mông. Và ngoài những cái ban đỏ ra thì có những cái phỏng nước xen kẽ chứ không phải là những cái chấm nốt xuất huyết.